theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Như tồn tại vừa đề cập rồi, họ đang gặp vài cái trở ngại của riêng mình nha. Nhưng ở đây thì team Liquid chuẩn bị hút thẳng bằng vì chuyện phản xong rồi. Jim là người đầu tiên đổ xuống đây, pha bắn rất dính với cái tên Jim nha. Sandian nằm xuống ngay lập tức và lợi thế người đã có với team Liquid trong pha vào tranh này. Vâng, vị trí của Asia di chuyển và trước họng xuống của Jim gì, nhưng đấy là những ride bài cực kỳ tốt nha. Jim gì bắt buộc phải lùi về, Jim đổi được bảng Volimbia và ngay sau đó bên Jim gì có được bảng của đó là Ibiza. Họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn ở khu vực này khi GSM một quả nét đến từ vị trí của anh Trang cuối cùng rồi cũng đã knock out đi được hai player. Rất là tham để từ Mixi và phải trả bằng chính cái giá mạng sống của mình. Và bây giờ thì có sẽ đi bên phía team Osmo đang muốn đẩy lên với cả Gen.G. Pio nằm xuống và bây giờ thì Patcap có cương lên đây không đây. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. Inonic và Ezer đang có mặt ở phía bên kia nha. Osmo cần phải cẩn thận ở trên tiếp theo khi đây là một góc mà nếu như cương lên họ sẽ là người gặp bất lợi. Vâng, Pio vẫn sẽ được cứu lại bởi Gen.G thôi. Nhưng ở đây thì Jim gì mặc dù sắp đi rồi nhưng vẫn cố kéo theo đôi anh chàng Patcap. Pio sẽ hồi phục thôi và sau khi phục lượng máu đã mất thì tôi nghĩ rằng Oath sẽ nằm. Và thậm chí rằng không cần đến Gen.G thì bây giờ Afrika lao thẳng qua cái chốt chặn của Oath và đó là double knock out đến từ Hansia và cả Akka nữa. Liên tiếp lại được bắn tốt thôi và Oath tan vỡ trong một nhạc bởi ba team đó là Gen.G, Liquid và cả những người của Afrika Freak. Tầm này sẽ chỉ giao nam im thở khẽ thôi. Đến từ Jim quay trở lại thì Raspu một vài đúng sấy và đó là pha sấy rất dính như từ cái tên Necro Aquino nha. Raspu confirm hộ luôn cái mạng của Jim gì, một pha sấy mà ngay phía đầu tiên đã vào mồm rồi và nhưng sau đều là chính xác. Tiếp tục thì sau đây Raspu bị đổi mạng ngay tức bởi Singleton và tiếp tục thì đó là cả vị trí của Infantry cũng đang bị khai thác quá nữa. VP họ đang bắn rất chết đều tình huống này và Infantry lập tức tan vỡ luôn trong một đốt nhạc bởi cả thành viên của VP cũng như là Fong Remain. Nhảy múa trước họng súng của Pio và rõ ràng ngày hôm nay hơi chốc rồi đến từ Gen.G và bây giờ các thành viên BTS Big Hansia đã phải nằm xuống. Kilobo là người có mạng và bây giờ thì sao đây khi mà Necro cũng đã được mình Fury out có nó là hai thành viên thôi. Bất ngờ thì các thành viên bên phía team Africa Freak họ cũng mất thêm rất nhiều người trong những di chuyển của rồi và team Liquid Gen.G player cuối cùng đã phải nằm xuống ở một cái top thứ 11 dành cho các thành viên bên phía team Liquid và top 10 thuộc về Furia với hai thành viên cuối cùng khi đụng độ với đó là EJ. Vâng, liên tiếp hai team nắm tay nhau dừng cuộc chơi lại rồi và giờ chúng ta chỉ còn lại đó 9 team như 29 lở phút thứ 23 này thôi. Team của Tơn vẫn đang tiếp tục trả quả nết sang và đó là nết cực chính xác nhưng đến từ Hard Queen chứ không phải team của Tơn. Hai team đang có những cái vị trí là tạm ổn để có thể cày kéo kia và Inonic vừa rồi đã phải nằm xuống. Gen.G công vào khu vực nhà của các thành viên bên phía team Sutu kêu. Vâng, có đồ được trả bài hay không đây khi mà cả Ezer và đồng đội mình đang gặp khó. Inonic nằm xuống rồi và tiếp theo thì Fong Remain đâu đó trên bản đồ cũng đã gặp vấn đề. Ezer đang cố gắng treo lên khu vực lóc nhà nhưng bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem là các thành viên bên phía team Gen.G họ sẽ công nhà như thế nào đây. Rất khó khăn cho các thành viên bên phía team Gen.G nhỉ. Vâng, Fong Remain là cái tên tiếp theo phải dừng cuộc chơi rồi và đó tiếp tục là Sonic thôi. Họ đang cày cứu rất triệt để trong ngày hôm nay và liệu rằng như vậy có đủ để họ hướng tới những vị trí cao như sao hay không đây. Quay trở lại thì nào, Vim đã mất và Pio là cái tên đầu tiên của Gen.G phải nằm xuống trong vòng giao tranh với các thành viên của Sutukil. Người mà thoải mái nhất là các thành viên của K7 Sport. Đúng, từ nãy giờ thì họ cứ ngồi xem một bộ phim thôi nhưng quan trọng là cái phase thứ 7 thì nó có còn ủng hộ cái cây xăng này không khi Fake Clan thậm chí ra đang muốn công thẳng vào cây xăng bên phía team K7 cơ. 4v3 nhà khi mà các bạn chưa cứu nhau lên lộc lộc yếu máu rồi những đó là dành trả đam tốt với Xavier. Double knock out Xavier rồi và đó là triple knock out đến từ Xavier luôn. Đội của Fake Clan đang tan vỡ trong vòng một nốt nhạc và đó là tan nát luôn. Fake Clan ở cái top 5 với không thêm một kill nào cả. Mim đã bắt nằm xuống rồi và như vậy thì team Sonic chắc chắn sẽ mất người ở trong nhiệm vụ tiếp theo. Một tiếng uống bắn với vào rất khó chịu khiến cho đội của Sonic gặp nhiễu loạn nhà. Cố gắng tận dụng những quả smoke cuối cùng nhưng bây giờ thì quả nết này là quả nết tuyệt mạnh rồi. Mim nằm xuống và team của Tân cũng bị knock out luôn. Bây giờ thì lối đi nào cho Hard Queen đây? Liên tiếp dã đồ sang tìm kiếm VP và bài bài Sonic được tự tin chắc là như vậy khi chuyển thêm khoảng 2 quả nết nữa thôi là đi hết đội của Sonic. Lặng im ngồi cười thôi, có lẽ là các thành viên bị K7 vẫn là K7 từ nãy giờ vậy. Thì cứ lúc nào họ chuẩn bị gặp nguy hiểm thì y như rằng là các team kia họ va vào nhau hộ luôn. Từ đã nào khi mà lock vừa rồi đã phải nằm xuống a lao của thành viên bị sút tu kêu bị knock out rồi. Bây giờ thì Hard Queen player cuối cùng của team Sonic cũng cố gắng câu kéo thêm cho mình những cái top cao trong game điếu này thôi. Ui rồi, cái gì đây, cái xe Hard Queen nó bò ra không là tôi đang lo Hard Queen không bò ra ngoài nha. Và bây giờ thì lối đi nào dành cho Hard Queen của Sonic đây? Đây có thể sẽ là một cái top 1 với lượng kill áp đảo đến từ đội tuyển này. Hoàn toàn có cơ hội có thể vươn lên vị trí top 2 ở trong game điều này của chúng ta. Chạy kiểu này thì khác gì là dâng điểm cho bên phía VP đâu. Và đó là thêm 3 kill nữa dành cho VTube Pro rồi. Hard Queen bây giờ thì cũng chỉ biết nằm và xem VP thi đấu rồi. Vâng, Xavier một tình huống bắn tốt và vả vỡ mồm của đó là vị trí của Batulin. Nhưng ngay sau đó, trước đó anh chàng này cũng đã đổi được mạng của Zenan rồi. Không còn quá nhiều thời gian để cứu đâu. Hardwin bây giờ bị mắc kẹt thì cũng không có với mình một cái kết quả tốt đẹp. Hardwin chỉ biết kêu cứu em vừa thôi nhưng bên này VP họ ác quá.
Người ta đã chết chắc rồi mà vẫn phải ra bóp nốt cho đi luôn. Và đó là thêm một kill nữa cho VP rồi. Sonic chính thức dừng lại vị trí top 3. Cũng đã phần nào đó mất thêm cả những cái lợi thế của mình. Ba player ở một cánh và bây giờ tính lù. Nhưng tình huống bắn quá tốt. Vị trí của Xavier đã phải nằm xuống. Cao Hải Sport Zena đứng giữa không mông quạnh như này thì làm sao mà có cơ hội cho Cao Hải Sport đạt được cho mình cái top 1 trong game đéo này thôi. 3v1 và chạy đi đâu đây Buju đây. Cái top 1 này hoàn toàn nó có thể gọi tên các thành viên bên phía Team Virtus Pro trong game đéo đầu tiên của ngày hôm nay. Quan trọng là top 1 17 hay 16 kill thôi, khi Bujuho tầm này có vẻ như là muốn tử thủ của Blue Zone rồi. Vẫn cố gắng máu nước lên nhưng mà vẫn có góc lộ ra, cái cây đấy không đủ che chắn cái thân hình hơi mập mạp của Bujuho nha. Vừa cứ nấp được một cánh thì lộ cái tay bên kia ra, là lối đi nào cho anh. Vẫn cố gắng chờ đợi, lại lộ mông ra rồi. Và Hiruzen vẫn đang táp rỉa sang, Lu đang ép vào gần và họ đang rất muốn có cái điểm hạ gục này. Một cơn mưa bom bão được trả sang đây và Bujuho sẽ đâm trong tay của Lu thôi. Một cái top 1 nó gọi tên các thành viên mình Virtus Pro trong trận đấu đầu tiên, trận đấu mở màn của ngày thì hôm nay. Và quá xứng đáng đúng không anh? Một cái top 1 17 kill.